Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là pin của máy tính bảng Sony Z3 Tab với tên mã LIS1569ERBC, dung lượng 4500mAh, đang có mặt tại Di Động cao cấp .vn, nó rất là lớn nha. Khi mà gặp có lỗi sự cố liên quan pin của Sony Z3 Tab, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay Di Động cao cấp .vn có sẵn pin của tất cả các dòng điện thoại Sony nói chung và pin của Sony Z3 Tab nói riêng thay mới vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên tại Di Động cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho vị các bạn về pin, dịch vụ thay mới pin của điện thoại kiêm máy tính bảng Sony Z3 Tab đã được thực hiện tại Di Động cao cấp .vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động cao cấp .vn.